Tất cả anh chị các bạn, xin chào mừng những người đang theo dõi các video trên kênh PA Marketing. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, và tên tôi là Nguyễn Phan Anh tên đầy đủ và là giảng viên đại học, là một chuyên gia về digital marketing, về thương mại điện tử từ năm 2008 cho tới nay. Trong series video này thì tôi sẽ đào tạo và hướng dẫn cũng như là chia sẻ một số những cái nội dung có liên quan đến một cái chủ đề, đó là trải nghiệm khách hàng. Vâng, customer experience, trải nghiệm khách hàng, tức là cái người khách hàng đấy họ đã có cái trải nghiệm như thế nào về một cái sản phẩm, một cái dịch vụ trong toàn bộ cái quá trình mua hàng của họ, Vâng, chúng ta nên nhớ rằng là ngày nay khách hàng họ chỉ trung thành với trải nghiệm của chính họ chứ không phải họ trung thành với thương hiệu. Nếu như tôi sử dụng iPhone, đúng không ạ, tôi sử dụng iPhone mà nó không thỏa mãn được cái yêu cầu của tôi, cái mong muốn của tôi, thì kể cả người ta có ra iPhone 15, 16 thì tôi vẫn sẽ không mua tiếp. Nhưng nếu nó vẫn thỏa mãn được cái nhu cầu của tôi thì dù nó đắt thêm 1, 2 triệu, 3 triệu tôi vẫn sẽ cố gắng để đạt được cái mục tiêu của mình. Cho nên cái việc thỏa mãn khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Vâng, trải nghiệm khách hàng là gì? Vai trò của nó như thế nào, áp dụng trong những trường hợp nào, rồi thì cái hành trình của nó ra làm sao, nó có bao nhiêu loại trải nghiệm, làm thế nào để nâng cao được trải nghiệm khách hàng, ứng dụng vào trong những ngành hàng dịch vụ như thế nào, thì cái series này có lẽ nó cũng sẽ khoảng độ 10 video thì tôi sẽ nói với mọi người. Và khi mọi người vào cái phần kênh YouTube của tôi, mọi người sẽ xem ở cái phần playlist hay còn gọi là danh sách phát ấy, thì sẽ đến cái phần mình sẽ tìm đến cái playlist là trải nghiệm khách hàng, được chưa ạ? Ok, thì đây là một cái series mới nhất của tôi. Giới thiệu về tôi một chút, tên tôi là Nguyễn Phan Anh, vừa nói rồi, hiện tôi đang là giảng viên đại học và một công việc giảng dạy và nghiên cứu ở một trường đại học lớn ở Hà Nội. Và tất nhiên thì tôi vì lý do bảo mật thì tôi cũng không muốn chia sẻ. Nếu mà các bạn muốn biết thì các bạn search Google hoặc các bạn vào Facebook là biết là trường nào thôi. Vâng, tôi giảng dạy tại đại học từ năm 2008 tới bây giờ là 2023. Vâng, tức là đã được 15 năm và chuẩn bị bước sang năm thứ 16. Và hiện thì tôi cũng là có một công ty chuyên về đào tạo, tư vấn và triển khai các cái dịch vụ kinh doanh online, quảng cáo trực tuyến, marketing online, và đó là công ty PA Marketing. Vâng, ở đây là thông tin của tôi, số điện thoại, địa chỉ website vân vân. Vâng, có lẽ là tôi sẽ sửa cái này luôn cho nó Hà Nội Việt Nam đi. Đấy. Ok, tôi ở Hà Nội, được chưa ạ? Vâng, số điện thoại là 0989 623888. Số này tôi cũng dùng từ thời sinh viên, cũng khoảng 18 năm rồi, nên các bạn không phải lo là tôi đổi số đâu. Website của tôi là pamarketing.vn. Kênh YouTube hoàn toàn miễn phí và chất lượng nội dung chia sẻ rất là chuyên sâu, đó là PA Marketing. Thì các bạn vào đây xem, các bạn shop kênh, các bạn chia sẻ kênh, các bạn có thể giới thiệu cho mọi người vào xem. Rất nhiều những cái nội dung rất là tốt. Hiện nay trên kênh của tôi đã có khoảng 1.200 video đơn lẻ, và theo playlist thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 30 cái playlist, bao gồm Facebook, Google, Sale Web, Email, Marketing, đúng không ạ? Rồi thì Content Marketing, Livestream, vân vân, chạy ad, phát triển hệ thống tôi đều có khá nhiều, được chưa ạ? Vâng. Thì cái series video này thì có những cái nội dung, ví dụ như trải nghiệm khách hàng là gì, dịch vụ khách hàng là gì, làm thế nào để nâng cao được dịch vụ khách hàng và trải nghiệm khách hàng, mối quan hệ giữa trải nghiệm khách hàng và dịch vụ khách hàng, một số những cái loại trải nghiệm khách hàng quan trọng, hành trình về trải nghiệm khách hàng và xây dựng trải nghiệm khách hàng, đúng không ạ? Vâng. Và chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm là gì, vân vân, và những cái ví dụ cụ thể. Thế thì để bắt đầu cho cái video hành trình trải nghiệm khách hàng thì tôi sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi, một cái trải nghiệm thật của tôi về trải nghiệm khách hàng với vai trò tôi là một khách hàng. Và tại sao thì tôi lại có cái series này? Bởi vì là
Tôi vẫn luôn suy nghĩ về điều đó trong nhiều năm nay. Năm 2018 thì tôi được tham dự xem một trận bóng đá chung kết cúp C1 châu Âu tại thủ đô Kiev, đúng không ạ? Các bạn có thể xem đây, tôi đã mở sẵn ở đây rồi. Thủ đô Kiev của Ukraine năm 2018. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó, đây là cái video mà tôi đã quay trực tiếp từ sân vận động. Vâng. Ý tôi muốn nói là tôi chia sẻ thực tế. Vâng, từ cái tài khoản, các bạn có thể nghĩ là đây là tôi đào ở trên mạng về, nhưng không phải đâu ạ. Vâng, vì đây là ở nằm trong cái ảnh của tôi. Điện thoại mà iPhone thì các bạn biết rồi, iPhone mà chụp ảnh thì nó sẽ thông sang với iPhone mà chụp ảnh thì nó sẽ thông sang với MacBook, chứ không phải là ảnh này thầy đao đâu nhá. Ok, đây xem một cái video lúc trao giải. Đó. Trận này là Real Madrid đá với Liverpool. Và hồi đó là có Cristiano Ronaldo đá. Đấy, các bạn nhìn thấy đội áo trắng này. Final Kiev, và Final Kiev tức là trận cuối cùng ở đá ở Kiev. Năm nay thì họ đã đá ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Và đây là tôi ở trên sân vận động. Đó. Vâng, tôi muốn nói như vậy để làm gì? Tôi muốn nói như vậy để tôi muốn chứng minh cho mọi người rằng là đây thực sự là một cái trải nghiệm hết sức là kỳ diệu, hết sức là đáng nhớ và hết sức là vô giá. Cho nên là tôi đã viết một cái cuốn sách là trải nghiệm khách hàng vô giá. Là vì vậy, nó chia sẻ cái trải nghiệm này. Thế thì cái bắt đầu là tôi sẽ xuống sân bay. Bắt đầu là tôi xuống sân bay ở Kiev, thì tôi sẽ nhập cảnh vào Kiev. Thế sau đó thì khi tôi đi ra khỏi sân bay thì một chiếc siêu xe dòng cao cấp rất là dài, xe limousine rất là dài đã đón tôi. Và đã đón tôi. Và người tài xế thì ăn mặc là com lê cà vạt rất lịch sự. Tôi vẫn nhớ như in. Và xách vali lên cho tôi và sau đó chào hỏi và đưa tôi về khách sạn. Khách sạn 5 sao cách sân bay nó cũng khoảng tầm 1 tiếng lái xe đi vào thủ đô của Kiev. Và cái khách sạn này nó rất đặc biệt là khách sạn 5 sao và nó sát sân vận động, ngay sát sân vận động tổ chức bóng đá. Và đây các bạn có thể hình dung ra. Đấy, là đây là sân vận động, thì đây là sân vận động, ngay bên cạnh nó chính là khách sạn. Đấy, và khi tôi nghỉ ở cái khách sạn này thì ở bên ngoài là lực lượng an ninh người ta bảo vệ, bởi vì nó nằm trong cái khuôn viên tổ chức. Và khách sạn này thì hôm đó cũng có rất nhiều cầu thủ ở lại nghỉ ở ngơi ở khách sạn đó, một khách sạn 5 sao của Kiev. Vâng, thế khi đến khách sạn thì có 2 cô gái người địa phương mặc trang phục truyền thống rất là đẹp và đã chào đón tôi bằng hoa, bằng bánh đây ạ. Tôi muốn nói là cái hành trình của nó rất là đáng nhớ và rất là kỳ diệu, nó rất là thích đấy. Thế sau đó thì mình đi vào, họ chào hỏi mình, họ nói rằng là mình đi một cái chuyến đi có mệt không, vân vân đấy. Đây là 2 cô gái và mặc trang phục người truyền thống của Ukraine và đã chào đón mình bằng một cái miếng loại bánh, cũng là cái bánh truyền thống của địa phương. Tất nhiên là mình cũng ăn rất là ngon thôi, nhưng mà đang nói là đấy là cái người ta chào mừng bằng một cái truyền thống ở tại khách sạn luôn. Thế sau đó thì khi lên phòng khách sạn thì phòng cũng rất là đẹp, và tất cả tôi nhớ rằng là tất cả những cái tiện ích tiện nghi từ xà phòng, kem đánh răng, sữa rửa mặt đều được cho vào một cái túi vải, và cái túi vải đấy để in logo của nhà tài trợ là Mastercard, rất tinh tế nha, chứ họ không để trong cái như bình thường mình vẫn đến khách sạn đâu, mà họ để hết những cái thứ đấy trong một cái túi đấy, mà nó có cái kéo, nó rất là dễ thương. Xong rồi có hoa, rồi có quà, rồi có bánh, rồi có nước chào mừng, tất cả mọi thứ đều có và đều có logo, rồi có thư cảm ơn của nhà tài trợ. Tôi cảm thấy là họ họ làm cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ. Vâng, đó. Sau đó thì các bữa ăn tại khách sạn cũng đều là các bữa ăn mà rất là đắt đỏ và rất là ngon. Thực sự là đều là họ đang mời thượng khách của Mastercard.
Đó. Thế sau đó thì họ cũng cho đi chơi, đi tour, city tour rồi đi và đặc biệt là đi dạo quanh thành phố bằng các cái phương tiện xe buýt, xe tàu điện ngầm, rồi gì taxi, nói đến những cái chỗ ăn ngon nhất của thành phố. Và ví dụ như là đây là một cái hầm rượu rất là nổi tiếng và đẹp ở ở Kiev. Có lẽ là bây giờ thì thời điểm này thì Kiev sẽ không còn đẹp nữa do các cái tình hình chính trị đang bị chiến tranh, đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo là đặc biệt là chúng tôi được tham dự một buổi đá bóng và chơi giao lưu và ký tặng cùng với các cái danh thủ nổi tiếng. Cụ thể là hai đội đấy đã cử ra. Vâng, đây thì các bạn có thể nhìn thấy là danh thủ bóng đá Roberto Carlos đá bóng cùng với những cái khách mời và những cái ngôi sao không 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 ra sân thì có tham gia đá bóng cùng với chúng tôi. Tất nhiên là chỉ dạo chơi trên một cái sân cỏ mini. Thì giám đốc marketing của Mastercard đã nói với tôi rằng đó là experience palace, tức là bạn có tiền thì bạn cũng không mua được cái trải nghiệm này, và ông ấy nói đây là một trải nghiệm vô giá. Thì tôi nhận thấy rằng đó đúng là một trải nghiệm vô giá thật, bởi vì là rõ ràng là mình được gặp những cái danh thủ rất nổi tiếng trên TV, những người mình đã hâm mộ từ lúc mình còn nhỏ còn bé và cho đến tận bây giờ mình vẫn hâm mộ và yêu thích người ta, và mình gặp người ta trực tiếp bằng xương bằng thịt, mình được chơi đá bóng với người ta, mình được tặng quà, mình được ký. Và đây ạ, tôi sẽ cho các bạn xem. Đấy. Ví dụ như là đã được tặng bóng này là bóng thật đấy, của FIFA, và được ký trao cờ, được ký chữ ký của hai danh thủ. Đây là cựu danh thủ của Liverpool và kia là cựu danh thủ của Real Madrid. Và chúng ta cũng được chụp những bức ảnh lưu niệm. Và đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy đây ạ, chắc là tôi đây được không sai rồi. Đấy, và đây chụp với danh thủ Roberto Carlos này. Đó. Thực sự đó là một trải nghiệm rất là đáng nhớ và không thể nào quên. Đó cũng là một trải nghiệm vô giá mà như chương trình của Mastercard nói rằng là Payless Experience, tức là bạn có tiền bạn cũng không mua được trải nghiệm này. Bạn bỏ ra bao nhiêu tiền đúng không ạ để bạn có thể gặp được những danh thủ như này và được tặng quà, được ký chữ ký lên áo của mình, lên cờ. Và tôi vẫn còn những cái sản phẩm lưu niệm này, tôi cũng không bán, tôi cũng không tặng cho ai và giữ làm kỷ niệm cho mình. Đó. Và sau đó thì ở khách sạn đúng không ạ, thì các bạn thấy là tôi cũng gặp những cái danh thủ như là Rio Ferdinand đúng không ạ, một danh thủ rất nổi tiếng của Anh, hoặc là Frank Lampard hoặc là Steven Gerrard, thì chúng tôi cũng được gặp, được trò chuyện. Thì tại vì là cũng ngồi ở khách sạn uống bia cùng với họ và cả Frank Lampard nữa, thì chúng tôi cũng được gặp Steven Gerrard. Đây, chắc chắn là tôi thì đây không không sai được rồi đúng không ạ? Vâng. Ok. Đây là một cái hành trình trải nghiệm mà qua cái quá trình đó thì tôi chiêm nghiệm rất là sâu sắc, tôi chiêm nghiệm rất là sâu sắc về cái giá trị trải nghiệm khách hàng. Và cho đến tận bây giờ sau 5 năm rồi và có thể 10 năm tiếp theo, những cái ký ức, những cái trí nhớ về cái sự kiện đó nó vẫn như là ngày hôm qua thôi, tức là nó hằn sâu trong tâm trí mình, nó rất là yêu thích, nó rất là tuyệt vời, nó đem lại một cái cảm giác hạnh phúc và lâng lâng. Thực sự thì với những cái người làm marketing, những người làm dịch vụ khách hàng thì chắc chắn chúng ta nên suy nghĩ và nên tìm được những cái trải nghiệm khách hàng trong những cái sản phẩm và những cái dịch vụ để đem đến những cái trải nghiệm và dịch vụ đầu tiên là tốt nhất, phù hợp nhất, sau đó là có thể là nâng đến cái mức là tuyệt vời và cao hơn nữa, đấy là trải nghiệm vô giá, trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời. Thì tôi đã có một cái trải nghiệm như vậy, có lẽ là các anh chị đang xem cái video này thì tôi tin rằng các anh chị cũng có những cái trải nghiệm như vậy ở đâu đó với một sự kiện nào đó, với một nhãn hàng nào đó, với một con người nào đó, với một cái tình huống cụ thể nào đó. Và có lẽ là những cái bức ảnh về Kiev nó rất là đẹp như này thì bây giờ nó thực sự là
nó cũng chỉ còn trong trong ký ức thôi, đúng không ạ? Thời điểm hiện tại thì Kiev của Ukraine nó khá là hoang tàn rồi. Đấy. Vâng, và các bạn vào một cái sân vận động xem bóng đá với 65.000 chỗ ngồi và xem trực tiếp trên sân vận động với một cái giá vé, với một cái giá vé có thể lên tới 2.000 euro. 2.000 euro cho một cái hạng thường, hạng không phải là quá gần, còn hạng đắt nó có thể đã lên đến 8.000 euro. Rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Thì cái chương trình như vậy thì tôi được Mastercard tài trợ, đúng không ạ? Một cái gói dịch vụ nó lên tới 12.500 đô và diễn ra trong vòng 7 ngày. Như vậy là cái số tiền mình chi tiêu cũng rất là lớn, và cái trải nghiệm mình nhận được nó là cái trải nghiệm đẳng cấp 5 sao của cái doanh nghiệp lớn nhất trên toàn thế giới, đó là Mastercard. Đó là Cúp C1 UEFA Champions League. Và tôi cảm thấy là mọi cái bước đi, mọi cái điểm chạm, mọi cái hành trình của mình nó đều biến từ cái amazing, tức là cái tuyệt vời này, thành một cái amazing khác, một cái tuyệt vời khác, thành một cái gì đó nó cực kỳ là luôn luôn cho mình những cái cảm xúc mới và nó nâng cái cảm xúc của mình lên. Đấy, từ thức ăn ngon, từ đường phố đẹp, từ gặp gỡ những người nổi tiếng, từ các cái chương trình du lịch, từ tập thể dục thể thao, fitness, đúng không ạ? Từ giao lưu với những người nổi tiếng, vào xem bóng đá, live stream trực tiếp, vân vân. Thì đây là những cái bức ảnh này, và các bạn có thể kiểm tra những bức ảnh này ở trên trên Facebook của tôi cũng đăng năm 2018. Và nó là một cái rất rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và ở đây là cái sản phẩm búp bê của người địa phương, họ làm rất đẹp ở một cái chợ rất là đẹp. Và chúng tôi cũng đến những cái chợ ngoài trời ở địa phương như này, hoặc là những cái bức tranh vẽ trên tường một cái tòa nhà lớn. Có lẽ là những bức tranh này bây giờ thì tôi nghĩ cũng không còn nữa, và đó là một điều cũng rất là đáng tiếc. Ok, thì tôi chia sẻ cái trải nghiệm này với một cái mục đích là muốn nói rằng là cái ý tưởng về trải nghiệm khách hàng của tôi nó xuất phát từ cái câu chuyện này, và tôi sẽ chia sẻ nhiều những cái case study khác nữa để mọi người có thể học hỏi. Thì thứ nhất là họ tạo cho mình một cái cảm giác 5 sao cực kỳ đẳng cấp, từ lúc bắt đầu xuống sân bay cho đến lúc chia tay, thì nó là mọi cái hành trình, mọi điểm chạm đều rất tuyệt vời, đều ở mức độ là payless, tức là không có khả năng mình mua được bằng tiền, mà nó là bằng những cái giá trị rất tinh tế, bằng những cái thứ mà rất hiếm, rất quý, rất đẳng cấp. Đấy, từ siêu xe đón mình xong về khách sạn, đúng không ạ? Về khách sạn thì có người lại tiếp tục đón mình, xong còn có những cô gái rất xinh đẹp trong trang phục truyền thống đón mình ở khách sạn, view cũng rất là đẹp. Đấy, và trong khách sạn phòng của mình tất cả những cái đồ của nó đều vô cùng tiện nghi, đều rất là nhận diện thương hiệu. Đấy, từ cái xà bông cho đến những cái khăn tắm, đấy, nó đều có những cái điểm chạm mình chạm vào là đều có thương hiệu xuất hiện ở trên nó, tuyệt vời. Sau đó cái chương trình hàng ngày, từ đi chơi, đi ăn, đi uống, đi tập, đi du lịch, nó đều cho mình những cái trải nghiệm hết sức là thú vị. Và ví dụ như là mình vào sân vận động thì mình cũng được vào bằng một lối đi riêng, và mình có những cái vé riêng, cũng vé này cũng là hạng thường thôi, nhưng mà đấy, rồi mình gặp gỡ những người nổi tiếng, mình đứng ở trên sân mình xem bóng đá, nó vô cùng là tuyệt vời. Ok, thì tôi hy vọng rằng là sau này các doanh nghiệp của Việt Nam, các anh chị là những người đang xem video này, cũng sẽ tạo ra những cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy cho khách hàng của mình. Và cái thương hiệu của các anh chị có thể lan tỏa đến tầm đẳng cấp thế giới, và cũng được khách hàng yêu mến và trung thành. Đấy là mục đích của tôi làm cái series video về chủ đề trải nghiệm khách hàng. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong video tiếp theo về chủ đề trải nghiệm khách hàng. Xin chào.